ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa cộng đồng Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, và đề tài thầy chia sẻ vào giờ phút này đó, theo yêu cầu của giám đốc nhà hàng ẩm thực Chai An, chị Giáp Dung Văn, vì sao tôi ăn chay. Thầy sẽ trích các đoạn ca từ trong 3 bài trên tổng số 5 bài thầy mới viết ngày hôm qua về ăn chay, thì thông qua đó đó gửi gắm các thông điệp về ăn chay, giá trị của ăn chay về sức khỏe, về môi trường, về đạo đức, về tâm linh, và kêu gọi người Việt Nam ăn chay nhiều hơn. Như là Việt Nam chúng ta đó có bối cảnh là Phật giáo Đại thừa du nhập từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đến nay đã là 21 thế kỷ, mà văn hóa Đại thừa đó thì đề cao lòng từ bi, trong đó có việc ăn chay để bảo vệ quyền bình đẳng sự sống của các loài động vật. Phần một đó là vì sao tôi ăn chay, thầy sẽ trích ba khổ ca từ của nhạc khúc mang cùng tên. Nếu bạn hỏi tôi vì sao không ăn sơn hào hải vị thơm ngon, tôi xin trả lời rằng ngon miệng hại thân nên tôi không ăn. Bốn câu của đoạn ca từ này đó phản ánh rất rõ hai cái văn hóa ăn chay. Một bên đó là chiếm đại đa số, tức là khoảng 88% dân số của toàn cầu theo thói quen ăn mặn, mà người Việt Nam mình đọc trai âm hay là ăn mặn. Ăn mặn nó nói về cái mức độ của muối như là gia vị niêm trong từng loại thức ăn, về bản chất vẫn là ăn chay. Còn ăn mặn á gọi đủ là ăn mặn sống, mặn sống đây là viết tắt có mặn sống động vật, có nghĩa là chúng ta chú trọng đến khẩu vị ăn, mà theo đó đó tạo thành thói quen ăn uống hàng ngày, trói buộc chúng ta làm cho mình cảm thấy không ăn chay là để đảm bảo sức khỏe. Đa khi các nhà khoa học về thức ăn đó chứng minh ngược lại rằng ăn chay đó chẳng những không thiếu sức khỏe mà còn giúp cho con người ăn khỏe hơn, sức khỏe tốt hơn. Thì sơn hào hải vị, nhất là các loại cá, tôm, cua, nói chung là loài thủy tộc mà có màu sắc sặc sỡ đó, thì về bản chất là rất độc hại cho thận, cho gan. Và dĩ nhiên cái gì tạo ra khẩu vị ngon á thì con người có thói quen vượt qua lời khuyên của các bác sĩ chuyên về thực dưỡng. Cho nên trải qua nhiều thế kỷ, các loại hải sản sơn hào, tức là những cái loại động vật ở trên núi, hải sản là những cái loại cá, tua, cơm đó, ở dưới biển, sông, ao, hồ, thì làm cho chúng ta cảm thấy không thể thiếu trong mâm cơm của mình. Còn rất nhiều người Việt Nam và đại đa số vẫn là ở nước ngoài, thì có khoảng 12% dân số
thế giới trên 8 tỷ người chọn văn hóa ăn chay trường. Có thể là quý vị nghe sẽ rất là ngạc nhiên. Về tổng số theo thống kê đó thì có khoảng 950 triệu người trên 8 tỷ người ăn chay. Đứng đầu bảng quốc gia đó thì Ấn Độ là nước có số lượng người ăn chay lớn nhất thế giới, khoảng 650 đến 700 triệu người. Là bởi vì dân số ở đây đó là khoảng 1,5 tỷ. Những người ăn mặn trong tổng số khoảng 800 triệu người đó, thực ra đó không phải là ngày nào họ cũng ăn mặn. Tôi có thời gian 7 năm học Phật, nghiên cứu triết học và tu ở tại Ấn Độ từ cuối năm 1994 đến năm 2001. Thì lúc mà cuối năm 94 khi mới qua đó thì nó đã muộn thời gian nhập học đó, căn bản đó, là 6 tháng. Cho nên đó, các trường college trực thuộc Đại học Delhi mà tôi đăng ký đó, gồm có khoảng 80 mấy trường, nhưng đều đã đầy hết rồi. Thì chỉ còn một cái trường duy nhất mang tên của Tổng thống Ấn Độ đầu tiên là Jaggar Hussain College, thuộc trường của Hồi giáo. Thì nó nằm ở ngoại ô của Delhi. Nó là ngoại ô, thực ra dân cư Hồi giáo rất là đông đúc tại đây. Và để được nhập học năm đó đó, tôi không còn lựa chọn khác là phải học ở trường Hồi giáo. Ký túc xá của trường Jaggar Hussain College này đó thì nằm ở trong cái đền của Hồi giáo, cho nên tôi sống chung với người Hồi giáo gần một năm. Nhưng mà mình phải giấu cái thân phận mình ha, là tu sĩ Phật giáo. Và điều rất là ngạc nhiên đó, dù là trong đền của Hồi giáo, ký túc xá này vẫn phục vụ ăn chay trường, giống như tất cả các ký túc xá trực thuộc University, College và Schools hay là Institute. Đây là văn hóa ẩm thực của tầng lớp Đại học Phật giáo, sau đó Đại học Quán Độ. Đó là một điều mà các quốc gia khác không có. Thì trong một tuần nó chỉ có một ngày duy nhất thôi, tùy theo ký túc xá, có khi là thứ sáu, có khi thứ bảy, có khi chủ nhật. Thì sinh viên cư trú trong ký túc xá đó có hai lựa chọn: ăn chay thì ngồi qua giải riêng, ăn mặn thì ngồi giải riêng. Và do đó đó, sinh viên quốc tế nếu không phải là tu sĩ Phật giáo đó thì thường sẽ chọn ăn mặn. Như vậy ít ra là có 6 trong 7 ngày ăn chay trong ký túc xá. Còn ai ăn chay trường, nếu là theo Phật giáo, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo, thì họ sẽ ngồi ở bên giải của phía ăn chay. Thì nói như vậy để chúng ta thấy đó, là ngay cả các nước có tỷ lệ dân số Phật tử là quốc giáo đi được cũng chưa có được chính sách ăn chay trường như các trường đại học của Ấn Độ, rất là đặc biệt. Còn những cái nhà ăn mặn thì thực ra đó là trong một ngày khi họ cũng không có ăn mặn nữa, một tuần họ ăn có 2-3 ngày mặn thôi thì vẫn được gọi là ăn mặn. Còn đại đa số gọi là ăn chay. Cho nên ai đi du lịch Ấn Độ đó mà thích ăn sơn hào hải vị thì biết là Ấn Độ Dương là biển rất là to, thì bị làm to. Vì những người sống vùng duyên hải sẽ không buôn bán tôm cua cá ghẹ như là ở Việt Nam. Và tìm một nhà hàng mặn á khó hơn, vì khắp nơi ta bán đồ chay. Thì đó là điều mà chúng ta thấy đó, đó là văn hóa lựa chọn
liên hệ đến thói quen ẩm thực hàng ngày của con người. Nhiều người ăn chay sẽ trả lời rất rõ: ngon miệng hại thân, tại vì nó mang theo bệnh tật mà, cho nên đó họ không thèm ăn. Nếu bạn hỏi tôi vì sao không ăn cá thịt nướng chiên ngắt ngay, thì tôi xin nói ngay: vì gieo nghiệp sát nên tôi không thèm. Thì đó là cái câu trả lời của những người ăn chay tại Ấn Độ, tại các nước Phật giáo, và ngày nay đó nó lan rộng ở những nước khác tôn giáo, bao gồm đó, Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Châu Âu và ở châu Mỹ. Thì đó là một cái hiện tượng toàn cầu rất đáng được trân trọng. Thầy đã có cơ hội đi gần 30 quốc gia, đến nhiều thành phố khác nhau. Việc tìm đồ chay ở các quốc gia phương Tây dễ hơn là tìm đồ chay ở nước Việt Nam. Năm 91 thì thầy nằm ở trong ban triển lãm Đại hội Phật giáo toàn quốc, mặc dù vẫn là người làm chính. Thì lúc đó đi tìm hết toàn cái thủ đô Hà Nội đó, một cái quán chay không có, cho nên phải mang mì gói theo và thêm một cái ấm nước đó. Thì đến giờ ăn đó thì cứ rót nước sôi ra, bỏ gói mì gói vô là xong. Thì đến nay đó, ở thủ đô Hà Nội có được khoảng gần 10 quán chay, trong số đó chỉ có được 2 nhà hàng chay thôi. Đối với một thủ đô hơn 5 triệu dân, và khi sắp nhập với tỉnh Hà Tây vào đó, thì dân số Hà Nội nâng lên cao, mà số nhà hàng chay và quán chay như thế là quá khiêm tốn. Và ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chúng ta có tối thiểu là 13 triệu dân. Hiện nay đó, tính hết đó, nhà hàng chay thì chưa được 10. Rồi nhà hàng chay Giác Ngộ xéo xéo đường với chùa Giác Ngộ đó, khoảng 100 mét, do anh Duy Phúc đang có mặt ở đây, mặc dù mới có mặt khoảng 2 năm thôi, nó cũng nằm trong cái nhóm nhà hàng chay đạt tiêu chuẩn quốc tế. Rồi giống như nhà hàng ẩm thực chay An này ở đường Thái Nguyên luôn, rất là đẳng cấp. Thì nói như thế để chúng ta thấy là cái văn hóa ăn chay tại Việt Nam á, phát triển rất chậm trong vòng 4 thập niên qua, mặc dù nó có những cái dấu hiệu đáng mừng nhưng mà còn rất là chậm. Trong bài ăn chay bảo vệ sự sống do ban đầu ca Phật Âm biểu diễn đó, cái khổ đầu tiên là: trong mâm cơm mặn ta ăn, ngàn tỷ nghiệp sát quanh năm, hàng tỷ gia súc lìa bỏ cõi trần, bất lượng đớn đau dễ dụa thắt thâm, nhưng bất hạnh thay, con người vẫn vô cảm vô tâm. Cái thất bại của những người chưa quen với văn hóa ăn chay đó nằm ở chỗ là không liên hệ được trong từng món ăn. Ăn mặn á, mình đọc chạy là ăn mặn, thì nó có cái mối liên hệ với sự sống bị kết thúc của các loài động vật nói chung và phần lớn là gia súc nói riêng. Thì nếu như chúng ta nhìn thấy được cái quy trình sản xuất các món ăn mặn đó, thì chúng ta thấy là gà, vịt ở những nông trang trại gia súc, rồi các cái loại cá, tôm, cua ở biển sông hồ, cũng như là các loại chim trên cây và trên bầu trời, khi được đưa vào cái công nghệ sản xuất thức ăn cung ứng cho chuỗi thức ăn mạng toàn cầu đó, thì mỗi một giờ trôi qua thôi có thể lên đến cả 1 tỷ con bị giết. Còn nếu mà tính
theo ngày, theo tháng, theo năm á, thì tôi gọi đó là gì? Cả ngàn tỷ, không thể nào đếm hết được. Thì trong các cái loài có sự sống đó, thì loài cá đó mang trong cơ thể cái mầm sống á rất là lớn. Mỗi một cái con cá, như là cái loài cá biển đó, có thể chứa trong cơ thể của nó đó từ 75.000 cho đến 400.000 trứng có sự sống. Cho nên đó là khi Đức Phật trong đạo Phật Đại Thừa Huy Ân Chay đó, thì ngài có kêu gọi chúng ta là nuôi dưỡng lòng từ bi đối với động vật. Là bởi vì vào những cái ngày 14, 15 cuối tháng mùng 1 âm lịch đó, thì một số loài cá bao gồm cá sông và cá biển chuẩn bị sanh đẻ. Như vậy nếu chúng ta lỡ ăn một con cá đang mang trong cơ thể của nó từ 75.000 cho đến 400.000 trứng, thì đơn vị sát sanh không chỉ là một nữa, mà nó nhân lên rất là nhiều lần. Và người Nhật ấy, hiện nay đó, được xem là cộng đồng ăn cá nhiều nhất toàn cầu, mà dù họ chỉ có 125 triệu dân thôi. Nhưng mà người Nhật ấy, thì họ có cái phân định rõ lắm. Cá sông dù lớn, dù ngon cỡ nào không ăn, chỉ ăn cá biển thôi. Và đó là nơi tiêu thụ, vừa là cá biển được chế tác trở thành chính qua chiên, nấu, hầm, hay là cá biển ăn sống, thì đơn vị sự sống được giết cũng rất là lớn. Và người Nhật cũng là cộng đồng biến các loại trứng cá hàng trăm ngàn từ mỗi một con cá cái để làm là thức ăn chậm vế, cơm và những cái loại món ăn khác. Cho nên đó, đơn vị các trứng bị giết đi mỗi ngày thông qua chuỗi cung ứng thức ăn mạng của người Nhật Bản đó, có lẽ là đứng đầu toàn cầu. Nếu quý vị nhìn thấy một con cá cái được những người mà làm đầu bếp đó, ta vuốt cái bụng nó ra, thì mấy trăm ngàn trứng sẽ có mặt ở trong một cái thao. Rồi sau đó người ta mới làm cái công nghệ chế biến thức ăn để ăn sống, thì chúng ta sẽ thấy là thói quen ăn uống của con người đó đã đẩy vào cái chết đó hàng trăm ngàn các con vật yếu kém hơn con người. Và cái đó thì họ lý giải rằng là nó có cái chất bổ nhiều, và đang khi đó chúng ta có thể tìm được cái lượng chất bổ tương đương hoặc là nhiều hơn từ các loại thực vật gồm rau quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mai, không có thiếu. Cho nên chẳng qua đó là thói quen thôi, mà thói quen nó tạo thành cơn nghiện, thiếu thì chúng ta chịu không nổi. Như vậy khi mà mình nhìn thấy được cái mối liên hệ giữa các loại thức ăn mặn trên bàn ăn, mâm cơm ăn, đưa vào miệng, xuống bao tử, nó có nỗi đau mà các loài động vật đó thì chưa có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người, và chúng ta chưa truyền thông được với con vật, cho nên chúng ta không thấy được một cách cụ thể, nó chỉ là những cái tiếng kêu la đơn giản thôi. Và do đó chúng ta không cảm thấy đau xót, dễ dụa, thất thâm, cho nên chúng ta trở nên rất là vô cảm và thấy đó là chuyện rất là bình thường. Trong kinh thánh của phần lớn các tôn giáo đều mô tả rằng đó là Thiên Chúa, tức là Thượng Đế, khi tạo dựng ra con người, dạng vật,
ngày và đêm đó, chỉ trong vòng có 6 ngày thôi, ngày đứng vị trí thứ 7 đó, đó là ngày Chúa nghỉ ngơi. Thì học thuyết đó đó quan niệm rằng đó, Thượng Đế tức là đấng sáng thế, đấng tạo chủ, vì thương con người cho nên mới tạo ra các loài động vật giúp cho con người được ngon khẩu vị. Thì cái quan điểm này đó Phật giáo không có tán đồng, bởi vì toàn bộ tiến trình sự sống, các loài sự sống có mặt trên quả địa cầu, dù là ở trên không, ở trên cạn, hay là ở dưới nước, hay là ở dưới sự ẩm thấp, với bốn loài sự sống đó, nó là một cái quá trình tương quan, tương tác, tương duyên, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Và nguyên nhân đầu tiên đó chúng ta gọi là Thượng Đế đã sanh thế, hay gọi là Duy Phật, hay gọi là Duy Tâm, thì theo Đức Phật đều sai hết. Nó là làm cái quá trình tương tác. Vì là quá trình tương tác thì không thể nói rằng là có cái nguyên nhân đầu tiên đó tạo ra các cái loại sự sống của động vật để phục vụ cho sự sống của con người. Vì nếu như thế đó, thì khi mà con người bị đe dọa bởi các loại thú dữ ăn thịt như là sư tử, cọp, bèo, chó sói, gấu, nói chung là những con vật lớn người ta trên đất liền, ở trong rừng, núi, hoặc là các con cá mập, các con cá lớn, nếu chúng ta vô tình hoặc là bị rủi ro rớt xuống sông, bao gồm có cá sấu này, thì chúng ta đâu có nói là ai đó, vi đầu tiên nào đó tạo ra con người để phục vụ cho các loài thú dữ này hay không. Chắc chắn là chúng ta không có thế. Vì con người phát triển ngôn ngữ, phát triển trí não, có hai tay, có hai chân, cho nên biến ước mơ trở thành hiện thực và làm gần như được hầu hết tất cả những gì con người mong muốn. Còn các loài động vật khác thì không được như thế, cho nên dù có to lớn hơn con người rất nhiều lần, các loài động vật trên cạn, dưới nước và trên cây đó vẫn có thể trở thành nạn nhân ăn uống của con người, tiêu thụ của con người, và may mặc phục vụ cho trang sức cũng như là áo quần của con người. Điều hai, ăn chay đảm bảo đủ các dưỡng chất. Thầy sẽ trích một đoạn trong bài Ai bảo ăn chay là khổ, bài được ban đầu ca Phật âm Chùa Giác Ngộ ca ở vị trí thứ hai đó. Khổ thứ hai: ai bảo ăn chay là dở? Ăn chay khẩu vị thơm ngon, nhiều món ăn đa dạng bất nam, rau quả củ sạch đảm bảo an toàn, nhiều chất bổ dưỡng thiên nhiên, ăn rồi sẽ thích, ăn hoài khó quên. Này thầy không phải là người đi quảng bá cho cái chuỗi cung ứng nhà hàng chay, mà đang nói về bản chất thực dưỡng ở trong chế độ ăn chay, để chúng ta có thể thấy rất rõ là ngày nay đó vẫn còn rất nhiều các bác sĩ ngộ nhận rằng là ăn chay không đủ dưỡng chất. Cách đây khoảng một chục năm, có một truyền hình đó tới phỏng vấn, hỏi thầy về cái nhận định một số bác sĩ Việt Nam cho rằng ăn chay là thiếu chất. Thì thầy có phân tích và chia sẻ rằng đó là một nhận thức lệch lạc, rất là đáng tiếc và cần được điều chỉnh. Lý do là không phải bác sĩ nào tốt nghiệp đại học y điều giỏi về lĩnh vực các cái chất có chứa đựng ở trong từng loại thức ăn, thì đó là một cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Cho nên ai không đọc
các thành quả nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu về thực phẩm thì vẫn rơi vào tình trạng giống như người thường dân, nhận thức sai và phổ biến các thông tin sai lệch đó cho những người thân quen, trong đó có các thành chủ của mình. Và trong cái buổi phỏng vấn đó, thì kênh truyền hình này nó cũng đặt ra cái câu hỏi là: như vậy là quý bà đang mang thai, ăn chay trường có đủ dưỡng chất và đảm bảo sức khỏe không? Thì câu trả lời của thầy là hoàn toàn đầy đủ, không có thiếu gì hết. Quý vị cứ hình dung như nãy thầy đã nói đó, người Ấn Độ có khoảng 700 triệu người ăn chay trường. Đó là người tại gia, có vợ chồng, có con, có cháu, và có đủ các cái sinh hoạt hạnh phúc, đóng góp cho xã hội Ấn Độ phát triển. Họ đâu có thiếu dưỡng chất đâu, bởi vì thức ăn chay của Ấn Độ rất là phong phú. Cho nên vấn đề ở chỗ không phải là ăn mặn thì dư chất mà ăn chay là thiếu chất, mà là cái chế độ dinh dưỡng chúng ta cân nhắc trong từng bữa ăn, trong từng mâm cơm ăn. Và ở lĩnh vực này đó thì người Nhật Bản á, rất là thông minh. Và họ nghiên cứu với cái chiều cao của người Nhật Bản, với cái số cân nặng của người Nhật Bản, phần lớn là không có người béo phì, người thông thả thôi. Thì họ đi bộ nhiều, chạy bộ nhiều và ít ăn đồ béo. Ít ăn đồ béo tức là mỡ là họ ít ăn, bơ rồi phô mát họ ít ăn so với dân phương Tây. Thì họ đưa ra một cái đề xuất đó. Đối với người nam có chiều cao 1m60 cho đến 1m85 thì mỗi ngày đó qua 2 cho đến 3 lần ăn tùy theo thói quen, tổng số calorie cần có để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể của con người đó là 2.000 cho đến 2.200 calorie. Còn đối với người nữ có chiều cao trung bình từ 1m50 cho đến 1m65 thì cái đề xuất calorie đó cho mỗi ngày đó là 1.800 cho đến 2.000 calorie. Và dựa vào cái chế độ calorie được phân định cho mỗi ngày theo giới tính nam và nữ và cái chiều cao và cái số lượng ký, thì việc chế biến thức ăn của người Nhật cũng ăn khớp theo cái phần đó. Cho quý vị sẽ không ngạc nhiên tại sao người Nhật Bản sống ở trong một đất nước mà nền kinh tế có GDP đứng thứ ba của thế giới. Mỹ thì có khoảng 30.000 tỷ Mỹ kim GDP. Nước đứng thứ hai hiện nay đó là Trung Quốc, khoảng 15.000 tỷ GDP. 15.000 tỷ Mỹ kim á. Còn Nhật Bản á, thì có khoảng như là 8 hoặc là 9 nghìn tỷ Mỹ kim. Tại sao á, trên từng mâm cơm của người Nhật á, chúng ta thấy thức ăn rất là ít, rất là nhỏ? Vì họ cân đo đong đếm trên cái tổng số calorie chứ không phải là khối lượng thức ăn. Còn ở Việt Nam và những nước đang phát triển đó, thì cơm, bánh bột mới là chính, còn các thức ăn thì là phụ thôi, cho cái lượng calorie đó không đủ. Và nhất là những người mà tự ăn chay tại Việt Nam đó, không có kiến thức về thức ăn và dinh dưỡng đó, thì trong mỗi bữa cơm trong một ngày hay là quanh năm suốt tháng đó, chắc chắn là nó không đảm bảo được, cho nên có thể dẫn đến loãng xương và một số chứng bệnh do thiếu các cái dưỡng chất, do vì mình ăn tương giao dưa muối thì làm sao mà đảm bảo được. Rồi từ chỗ đó đó, nó dẫn đến nhận thức ở một số bác sĩ dựa vào những cái hiện tượng cá lẻ của những cá nhân đó, ví dụ như là thầy A, sư cô B ở chùa ABC đi đến điều trị bệnh bị loãng xương, bị thiếu chất,
hoặc là bị còi cọc, hoặc là bị kiệt sức, là vì các vị này ăn chay không đúng bài bản, không có đủ cái lượng calorie, cho nên từ đó dẫn đến cái nhận thức sai, thể ai ăn chay đó đều không đảm bảo sức khỏe. Đó là một nhận thức cần phải được điều chỉnh. Về các cái phong phú của thực phẩm chay thì Đài Loan á là đảo quốc đi đầu, cho nên họ có văn hóa buffet chay cả trăm món. Thầy đã có dự mấy lần buffet chay ở Đài Bắc, rồi buffet chay ở Đài Trung, buffet chay ở Đài Nam và buffet chay ở Cao Hùng trong những chuyến hoàng pháp đến Đài Loan cách đây vài năm. Thì rõ ràng đó là văn hóa ẩm thực chay của Đài Loan là đi đầu toàn cầu. Nhưng mà do vì đi đầu cho nên nó cũng tạo ra những cái gọi là phản tác dụng. Cho nên đó, ở đây đó, điều ngoài các thức ăn chay được bào chế từ thực vật thiên nhiên đó, ngon, đảm bảo, thì họ làm rất nhiều các cái loại thức ăn chay giả mạo và thức ăn chay đóng gói, đóng hộp. Thì cái đó đó nó khó đảm bảo được đó, khó đảm bảo được cái sức khỏe, và nó không phù hợp với cái văn hóa ăn chay của Đạo Phật. Vì văn hóa ăn chay của chúng ta đó là nó bao gồm vừa tâm ăn chay, vừa khẩu vị chay, và vừa là những cái thức ăn, thức uống mà chúng ta nhìn thấy được đó là từ đồ chay. Còn chay giả mặn á thì về bản chất đó là đồ chay, nhưng mà hình thù á là tôm, thịt heo, thịt gà, đùi heo, đùi gà vân vân. Cái đó nó làm cho tâm chúng ta vẫn chìm ở trong thói quen ăn mặn, và cái khẩu vị mặn đó làm giống như khẩu vị mặn sẽ làm cho tâm chúng ta đó không thể quên được những cái hạt giống thói quen ăn mặn trước khi chúng ta ăn chay. Nhưng mà hiện nay Đài Loan thì đi đầu về công nghệ này. Ai bảo ăn chay thiếu chất, ăn chay sức khỏe tốt hơn. Thức ăn chay dinh dưỡng rất ngon, rất giàu chất sắt, bổ máu protein, đầy đủ khoáng chất, vitamin. Trường trai sống tỏ, trường trai an lạc. Thì đây là cái phần tóm tắt của thầy trong một đoạn ca từ của bài Ai bảo ăn chay là khổ. Thì trong thức ăn, dù là ăn mặn hay là ăn chay, quan trọng là nó phải có đủ những chất vừa nêu. Về phương diện chất sắt đó, rau muống nè, rau lan nè, rau dền đầy đủ không thua gì trong tôm, cua, cá, ghẹ, thịt heo, thịt bò. Cho nên ở trong ngành đông y đó, người ta dạy mình rất là kỹ là khi đó trên cơ thể mình đó có ghẻ hay là một vết thương, thì trong suốt thời gian chữa cho nó lành á, ngoài cái việc chúng ta xúc nghệ để nó lành da, liền da, không nổi lên cái vết hẹo, thì chúng ta không nên ăn các cái loại tôm, cua, cá, ghẹ, rồi thủy hải sản, thịt bò, vì nó sẽ làm cho thịt nó lòi ra. Và đối với cái người ăn chay đó thì người ta khuyên á, người ta khuyên đó là không ăn rau dền, rau muống, rau lan, bởi vì cái chất sắt ở trong đó nó tương đương với những thức ăn mặn vừa nêu. Như vậy mình chỉ cần có cái kiến thức thực dưỡng thôi là chúng ta vẫn đảm bảo được những cái chất mà nó có ở trong các loài động vật, nhưng đồng thời nó cũng có đầy đủ ở trong các cái loài thảo mộc, không có kém. Đối với các cái loại ngũ cốc như là đậu nành, đậu phộng, đậu đen, đậu trắng và nhiều cái loại đậu khác, thì thực đơn ăn chay trong các gia đình Phật tử ăn chay trường và các chùa tại Việt Nam đó bỏ sót. Một phần đó là giá của các loại ngũ cốc nó cao hơn là các loại rau quả, giờ người ta không có quan tâm, ta tiết kiệm đó mà. Thì cái phần này đó nó tương đương với tất cả những cái chất mà trong thức ăn từ động vật có thể cung cấp cho cơ thể của con người. Mà người Ấn Độ á,
thì rất là chú trọng đến những thứ đó. Cho nên là trong cái bữa cơm nào của người Ấn Độ cũng đều có ít nhất là hai loại đậu. Tại bên đó nó có cái loại đậu tên là chana, ở Việt Nam thì không biết kêu bằng đậu gì, ở Trung Quốc ta dịch đó là mã mạch, tức là loại hạt đậu cho ngựa ăn. Một con ngựa có thể chạy hàng trăm cây số mà mỗi một lần trước khi chạy nó chỉ ăn có một nắm cái mã mạch đó thôi là nó đã đủ cái dưỡng chất để đi một cái đường dài. Thì tại Ấn Độ đó, phần lớn trong các loại mâm cơm đó, mỗi ngày đều có loại mã mạch đó. Thứ hai là đậu xanh. Đậu xanh họ ăn giống như mình ăn canh đó. Cho nên không có người Ấn Độ nào mà mỗi ngày không ăn đậu xanh. Mỗi một cử ăn họ ăn một chén đậu xanh như thế này. Nó rất là nhiều chất bột. Rồi củ hành tây, người Ấn Độ trung bình mỗi ngày ăn 2 củ hành tây sống. Thì đó nó rất là khỏe thận, khỏe gan, giúp cho mình không có bị cảm cúm, nhức đầu sổ mũi. Cho nên người Ấn Độ họ rất khỏe, bao giờ ăn chay họ khỏe dữ lắm. Nhưng mà ngược lại đó, thức ăn đó cộng với tỏi thì nó tạo ra cái mùi trên cơ thể phần lớn chúng ta không ưa chuộng. Nó chỉ có khác biệt ở chỗ đó thôi. Nó tạo ra nhiều mùi. Và Ấn Độ là xứ sở được xem là vua của các loại gia vị. Họ có hơn 100 gia vị khác nhau từ thực vật. Nhưng người Ấn Độ không sử dụng bột ngọt. Việt Nam chúng ta là gần như bị nghiện bột ngọt, thuộc hàng đứng nhất về của thế giới. Người Nhật sản xuất bột ngọt, tạo ra thói quen trên toàn cầu, nhưng người Nhật không ăn bột ngọt. Người Ấn Độ này có cái gia vị niêm nếp riêng từ thực vật hết, rất là đặc thù. Cho nên đó, mặc dù thì về Việt Nam là từ năm 2002 đến nay là tròn 20 năm. Thì kể từ khi chú Ngộ Trí Đức đi tu á, tại chùa Giác Ngộ đó, thì ông cũng ở Ấn Độ mấy năm. Thì cứ khoảng tuần á, ông đi ra cái quán Ấn Độ mua một món nào đó về cho thầy ăn. Thì ra mình ở 7 năm nữa cũng quen. Hồi sáng này đó thì nó có cái hội chợ giáo dục để khích lệ du học ở Ấn Độ. Thì tổng lãnh sự Ấn Độ có mời thầy đến để chia sẻ cái kinh nghiệm mà thầy ở Ấn Độ 7 năm để giúp cho các sinh viên Việt Nam đó vượt qua cái sự ngỡ ngàng, lo lắng về thứ nhất an ninh Ấn Độ có hay không. Thực ra an ninh Ấn Độ tốt hơn Việt Nam. Tỷ lệ tội phạm của Ấn Độ nó bằng 1/15 của Việt Nam thôi. Thứ hai đó là thức ăn của Ấn Độ có dễ ăn hay không. Trong 10 ngày đầu thì mình hơi khó quen bởi vì cái gia vị nó rất là nồng, cay. Nhưng mà khi mình đã quen rồi nó trở thành rất là đậm đà, khó quên. Ăn rồi đó sẽ khó quên nha. Ăn rồi sẽ thích mà ăn hoài thì khó quên. Người Ấn Độ mà khi mà đi các quốc gia khác nhau họ rất là khổ về ăn uống, vì các quốc gia khác cái gia vị nó không có đầy đủ với Ấn Độ. Và Ấn Độ thì chia ra hai vùng, miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc đó thì có ăn cơm khoảng 1/2, nhưng ăn bánh bột 1/2. Còn miền Nam á thì hầu như là ăn cơm nhiều hơn. Ăn cơm nhiều hơn. Thì các bác sĩ của Ấn Độ đó, họ được đào tạo theo một cái quy trình thế nào thì mình không biết. Nhưng mà hễ ai bị bệnh mà tới gặp bác sĩ thì ta đồng ý gì? Ngưng ăn cơm, thay thế bằng ăn bột mì. Bởi vì bột mì nó giúp cho tiến trình phục hồi sức khỏe cơ thể cũng nhiều hơn. Nhưng mà không có bác sĩ Ấn Độ nào khuyên chúng ta là ngừng ăn ngũ cốc, ngừng ăn củ hành tây, ngừng ăn cà ri. Cà ri Việt Nam á, thực ra đó là mô phỏng từ cà ri Ấn Độ nhưng mà nó khác hoàn toàn. Cà ri Việt Nam ăn chán lắm, nhưng mà cà ri Ấn Độ rất là đậm đà, nó có mấy chục món cà ri. Thì vậy nói như vậy đó để cho người đang làm quen với ăn chay không có sợ rằng ăn chay không đủ dưỡng chất. Chỉ có điều khi mà chúng ta ăn chay đơn lẻ một mình ở trong nhà, cho nên quý vị nhớ là phải có rau quả củ ngũ cốc. Và nó có hai trường phái ăn chay trên thế giới hiện nay. Trường phái đầu tiên đó là của Kỳ Đại giáo, đó là tôn giáo có trước đạo Phật khoảng 6 năm.
vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Thì đây là trường phái tôn giáo đề cao ăn chay, gọi là tuyệt đối. Theo nghĩa đó, ngoài việc ngưng tiêu thụ các sản phẩm thức ăn được bào chế từ từ thịt của động vật, thì sữa, phô mát, bơ và những loại giải khác hay thức ăn có liên hệ đến sữa là tuyệt đối không ăn, cũng như là trứng gà, trứng vịt, trứng chim, dù trong các loại trứng đó là không có trống. Phần lớn là bây giờ cái công nghệ chăn nuôi đó, chăn nuôi công nghiệp mà, nên không có trống, thì họ vẫn không ăn. Bởi vì họ nói là cái đó nó là sản phẩm từ cơ thể của các loài động vật, cho nên người ăn chay tuyệt đối là sẽ không ăn cái này. Thì trong tiếng Anh nó gọi là vegan. Một từ thứ hai trong tiếng Anh nó gọi là vegetarian, tức là người ăn chay thì ngưng cái việc tiêu thụ sản phẩm động vật, nhưng sữa và các sản phẩm chế tác từ sữa và trứng không có trống thì vẫn ăn được. Thì Phật giáo đó thì không đi theo cái khuynh hướng cực đoan, đi con đường trung đạo, cho nên vẫn cho phép người ăn chay đó là ăn sữa và trứng không có trống. Và trong sữa và trứng á thì nó có rất nhiều dưỡng chất tương đương với cái loại thịt cá, nó không thiếu. Nếu ai thích ăn trứng với sữa thì vẫn ok. Phần lớn trong các chùa Việt Nam là hầu như không uống sữa vì sữa nó mắc tiền, và sữa Việt Nam á nó cao hơn rất nhiều lần so với sữa của Ấn Độ. Ấn Độ ta bán sữa nguyên chất, một lít sữa đó thì họ bán khoảng chừng 10.000 đồng đó, và họ đem đến tặng nơi. Mà chỉ cần đăng ký thôi, ở bất cứ làng xã ấp nào của Ấn Độ á, cái công nghệ ta mang sữa đó từ cái nơi sản xuất đến tặng nhà của mình đó, làm cho mình đỡ phải đi đâu. Sáng mơ đặt ra là 6 giờ 7 giờ sáng là mình có sữa uống rồi. Cho người Ấn Độ trung bình mỗi một ngày họ uống khoảng là một lít sữa mỗi người đó. Có người nào nhà nghèo cũng phải là nửa lít sữa, thì nó làm sao mà thiếu dưỡng chất được, rất là đầy đủ. Cho nên là chúng ta không phải lo như vậy, chỉ cần có kiến thức về chế độ dinh dưỡng trong thức ăn mà căn mà làm sao để mỗi một ngày chúng ta có khoảng 2.200 calorie đối với nam, 1.800 đối với nữ, thì đảm bảo quý vị đó là sức khỏe được an toàn và ít bệnh. Bởi vì trong rất nhiều các cái loại thức ăn mặn, người ta chia làm hai loại thịt. Một loại thịt không có máu, người ta gọi là thịt bình thường, và một cái loại thịt đó có máu gọi là thịt đỏ. Thì thịt bò nè, thịt heo nè, thịt dê nè, vân vân, là cái lượng máu rất là nhiều ở trong thịt, cho nên nó chứa rất nhiều các cái loại bệnh. Như vậy các cái loại động vật đó khi mang các cái mầm bệnh mà ăn vào đó thì bệnh nó sẽ lây qua con người, do đó nó dẫn đến yểu thọ và nhiều vấn đề phát sinh khác đối với môi trường sống lành mạnh của con người. Và phần lớn người phương Tây đó, khi mà họ ăn các cái loại thịt động vật đó thì họ bỏ hết nội tạng. Còn người Việt Nam và dân châu Á là tiếc, vì nghèo mà nên mình tiếc ăn sạch 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 sống chửi gì hết trơn đó. Thì trong ruột nè, mình gọi là phèo đó, cháo phèo, ruột heo, ruột ruột trâu, ruột bò, ruột dê, ruột ngựa, người Việt Nam mà rất là thích ăn, thì trong đó nó chứa đựng rất nhiều các cái mầm móng bệnh, nhiều dữ lắm. Cho nên đó, cái nguy hại truyền bệnh từ cơ thể động vật qua từng món thức ăn vào trong cơ thể của con người là điều không thể tránh khỏi. Nên các bác sĩ khuyên những người ăn mặn đó là cố gắng hạn chế tối đa việc ăn thịt đỏ. Cho người Nhật đó, thì họ ăn cá, cá thì nó ít độc hơn là thịt, mà cá biển nữa. Cá biển về nước biển đó, nó có lượng muối, mà lượng muối thì bản chất đó, nó cũng làm cho là thịt nó sạch hơn, an toàn hơn là các cái loại cá sông. Vì nước sông là nước dơ, nước biển là nước sạch, nước sông không có muối, nước biển có muối. Cho nên cá sông mặc dù cái công nghệ nước của người Nhật đó, ngay cả những cái mương từ cái ngôi nhà đi ra đó nha, cái mương tập thể hay là những con kênh từ nhà đi ra là nước trong vắt đến độ đó, là nuôi cá coi á, chúng ta có thể nhìn thấy chúng tung tăng bơi lội rất là hạnh phúc. Nhưng mà người Nhật vẫn là dứt khoát đó không bơi các loại cá sông.
cho cá biển, để họ nghĩ đến cái độ an toàn lâu dài đó. Cho nên tại sao ở dịch sushi và nhiều cái món ăn á, cá đó là cá tươi nha, là hoàn toàn không hề qua chế biến, cắt ra tại chỗ là đưa lên mâm ăn luôn, là bởi vì đó là cá biển, cái độ an toàn về sạch đó, ở cá biển nó cao hơn. Rồi tuy nhiên so với ăn chay thì ăn chay vẫn là an toàn nhất thôi. Điều cuối cùng ấy, là giá trị đạo đức và tâm linh của việc ăn chay. Trong Kinh Lâm Già, bản kinh đầu tiên của Phật giáo Đại Thừa, phân tích lòng từ bi gắn kết với thức ăn. Như vậy, bên cạnh năng lượng từ bi chúng ta dành cho người thân và con người nói chung, thì Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa đó kêu gọi chúng ta đồng thời phải trang trải năng lượng từ bi đó một cách đồng đều đối với các loài động vật có sự sống. Còn đối với thực vật thì chúng ta phải bảo vệ môi trường rồi, vì giới luật của người xuất gia được Đức Phật quy định đó, không được chặt phá các loại cây, các loại thảo mộc nói chung, ngoài đó là những cái loại cây hoang có hại cho sức khỏe con người thôi, còn những cây có lợi đây là phải giữ hết, và đó trở thành là một cái điều luật đạo đức đối với người xuất gia. Và đó cũng là cái quy định rất hiếm có so với các tôn giáo còn lại, gắn liền với góc độ yêu thương sự sống và yêu thương môi trường. Thì các nhà môi trường học cho chúng ta biết đó, cái sự cân bằng sinh thái nó cần phải được đề cao bằng cái sự đa dạng các loài sự sống ở dưới nước, ở trên cạn và ở trên hư không, và loài ẩm thấp tạo ra những cái sự biến hóa, tức là chuyển đổi gen trong từng cơ thể của chúng, để từ một cái con vật A nó đổi thành cái con vật B. Thì đó là bốn loại hình sự sống được Đức Phật đề cập. Và Đức Phật khẳng định đó, loại hình sự sống ở dưới nước vẫn chiếm đại đa số. Thì mỗi một con cá, ví dụ như con cá ngựa nhỏ xíu có 2 cm thôi, ở trong bụng của con cá cái trong thời gian mang thai, quý vị biết chứa bao nhiêu mầm sống không? Quý vị đoán thử rồi, khoảng bao nhiêu? 2 cm cho đến 4 cm thôi, 75.000 con. Một cái con số khủng hoảng. Có bầm, có một bà mẹ nào mà mang 20 đứa con là không có rồi, nhiều nhất mới là 15 thôi, đa sinh ở tại Úc cách đây mấy chục năm. Nhưng mà trong con cá ngựa đó là 75.000 mầm sống, quá khủng. Còn con cá thu đà đó là 400.000 trứng ở trong cơ thể của nó. Cho nên đó, loài thủy tộc vẫn chiếm đa số. Như vậy khi mà chúng ta tiêu thụ qua thức ăn dẫn đến sự tuyệt chủng của rất nhiều các loại động vật trên quả địa cầu, đến độ là Liên Hợp Quốc bây giờ ta phải quy định, ta chia ra các loại động vật quý hiếm đang có rủi ro bị tuyệt chủng, mà dân châu Á khi ăn là ăn sạch sạch sạch, không chừa cái gì hết trơn đó, tạm diệt. Và ai thiếu kiến thức, thiếu thông tin, lỡ tiêu thụ hay là buôn bán hay là chất chứa các sản phẩm từ các cái loại động vật quý hiếm đó đó, là có thể bị ở tù, bị phạt tiền hoặc bao gồm cả hai. Thì Việt Nam hiện nay đó là đứng thứ nhì trên toàn thế giới về tiêu thụ động vật quý hiếm, động vật hoang dã, đưa Việt Nam vào một cái danh sách rất là tồi tệ trên toàn cầu. Bởi vì nhiều người Việt Nam, nhất là giới kinh doanh, không có thời gian nghiên cứu về y chứ, cứ ngầm lầm tưởng rằng là trong các loại động vật quý hiếm đó nó có nhiều chất bổ, bổ thận, tức là quý ông quý bà giàu có thì thích mua sừng tê giác. Thực ra đó, về bản chất cấu tạo đó, cái sừng nó giống như là tóc của con người, đâu có chất bổ gì đâu, nó không có hệ thống thần kinh, nhưng mà bị ngộ nhận trở thành là trị rất là nhiều bệnh.
bao gồm bệnh ung thư. Thế nó dẫn đến cái sự tận diệt. Và nếu như không ngăn chặn đó thì trong vòng là chừng 20 năm nữa thôi là khắp nơi trên thế giới là không còn tê giác nữa. Thì từ đó đó ta mới kêu gọi sự cân bằng thân thái để cho các loại hình sự sống đó diễn ra một cách tự nhiên. Lúc nào con vật nó chết thì cái để nó chết tự nhiên. Rồi lúc nào con vật đó bị con vật khác lớn hơn ăn nó, rồi con vật lớn đó bị con vật lớn hơn ăn nó, cũng là một tiến trình tự nhiên thôi. Thì nó mới tạo ra cái sự cân bằng sinh thái theo tiến trình tự nhiên trên quả địa cầu này. Thì nó mới đảm bảo được sự bền vững tuổi thọ của quả địa cầu cho chúng ta sống thêm hàng tỷ năm. Còn nếu mình tận diệt một cái loài nào đó, tận diệt nhiều loài nào đó thì nó tạo ra sự bất cân bằng sinh thái. Như vậy ăn chay đó, chúng ta đã trở thành anh hùng bảo vệ môi trường trên nền tảng là tạo ra sự cân bằng sinh thái, tức là không tận diệt các cái loại có mạng sống, dù là gia súc hay là chim chóc hay là các cái loại sống ở dưới biển hồ. Các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết là trong một pound thịt, tức là 450 gram, thì phải cần đến trung bình là 150 lít nước trong quá trình chăn nuôi đó để chu cấp cho nó. Cho nên nó dẫn đến tình trạng là làm cạn kiệt nguồn nước ngọt và làm ô nhiễm nguồn nước ngọt, là bởi vì các loại gia súc nó phân thải của nó đó có thể là phân bón cho cây, nhưng mà nó là cái chất làm ảnh hưởng môi trường rất là lớn, cho nên ô nhiễm đất, ô nhiễm nước. Và khi mà cái quy trình sản xuất dù là đồng loạt hay là sản xuất ở tại nhà thì 450 gram thịt đó, nó tạo ra trung bình là 280 kg carbonic phóng vào bầu khí quyển, và điều này nó góp phần tạo ra hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Mà hâm nóng toàn cầu thì nó phá hoại cái tuổi thọ của trái đất và nó phá hoại cái nguồn oxy và nó dẫn đến các rủi ro về thiên tai và sự cân bằng sinh thái. Cho nên ăn chay đó thì dù mình ăn cái lượng calori tương đương với 450 gram thịt, ảnh hưởng đến môi trường nó bằng chỉ có 1/10 thôi, ở một số chứng minh khác thì bằng 1/20 thôi. Cho nên ăn chay đó là chúng ta gián tiếp bảo vệ môi trường rất là tốt. Còn ở phương diện đạo đức học đó, thì Đức Phật khẳng định rằng là cái quyền bình đẳng sự sống của các loài động vật là cần phải được đề cao. Cho nên trong vài chục năm đầu, khi người Ấn Độ vẫn chưa làm quen với văn hóa ăn chay đó, thì các nhà sư và các sư cô khi đi hành khất vào mỗi buổi sáng thì Đức Phật đưa ra cái quy định: thứ nhất, không thấy trực tiếp người cúng thực phẩm cho mình giết con vật đó vì mục đích là cúng cho mình. Thì vậy là con vật đó dù mình có tiếp nhận hay không tiếp nhận, có ăn không ăn, nó đã chết rồi, nó được làm thịt trước khi mình đến đó, trước khi cái biết mình nó có mặt. Thì cái thức ăn đó được gọi là thức ăn thanh tịnh, tức là nghiệp sát đó là nghiệp sát không có trực tiếp, và nó không phải vì mình mà con vật nó bị giết, cho nên Đức Phật cho phép ăn. Trường hợp thứ hai đó là mình không nghe trực tiếp cái tiếng kêu thắt thanh dễ dụa của con vật trong tiến trình nó bị giết để phục vụ cho mình ăn, thì con vật nó cũng đã chết rồi, cho nên ăn á không có nghiệp sát. Trường thứ ba là mình cũng không có bất kỳ một hoài nghi nào gia chủ đó hay là cá nhân người A người B đó đem một cái thức ăn làm từ sản phẩm cơ thể của các loài động vật cho mình, mình không có bất cứ một thông tin gì về việc đó, thì việc tiếp nhận thức ăn đó vẫn được xem là thanh tịnh. Trong ngữ Phật gọi là tam tịnh dục, ba loại thịt đó là không có nghiệp sát, hay là ba loại thịt thanh tịnh. Như vậy thì khi mà Phật giáo phát triển ở các nước Nam truyền bao gồm có Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, nếu quý vị là Phật tử hay là những người có thiện cảm yêu quý mến đạo Phật đó, thì quý vị chỉ cần á cúng thức ăn chay thì các nhà sư các sư cô sẽ quan hệ tiếp nhận thực phẩm chay, vì người hành khất không được quyền lựa chọn
cúng cái gì thì ăn cái đó. Thế thì nếu mình đồng loạt cúng đồ chay thì cái người tiếp nhận đâu có thể ăn mặn được. Và kinh Thủ Lăng Nghiêm á còn đưa ra cái yếu tố tâm linh, đó là trong quá trình tu đạo Bồ Tát thì nó có 6 điều quan trọng cần phải toàn thiện. Yếu tố đầu tiên là từ bi, thể hiện qua bố thí cúng dường. Yếu tố thứ 6 cuối cùng á, đó là trí tuệ, thành quả giác ngộ giải thoát, gọi tắt lại đó là phước huệ song tu. Bốn yếu tố còn lại đó, đó là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định để hỗ trợ cho từ bi và trí tuệ này được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa ra một cái ánh dụ cũng giống như một người đồng đó do tin một cách mù mờ gọi là thiếu hiểu biết nấu cá, mà mong muốn trở thành cơm, hoặc ai cam kết rằng chỉ cần nấu cá là sau thời gian trở thành cơm. Thì Đức Phật nói đó là sự khờ dại, vì cát là cát, cơm là cơm, cát là một nhân khác mà cơm là một quả khác, cát không thể thành cơm được. Và qua cái ánh dụ này đó, thì Đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, đưa đến một cái khẳng định khác, đó là người tu hạnh Bồ Tát trên con đường để đạt được quả Phật, trở thành Phật ở trong tương lai mà vẫn còn ăn mặn, tức là ăn các loại thịt cá đó đồng lập, thì tâm từ bi chưa được trọn vẹn 100%, cho nên không thể thành Phật được. Như vậy thì cái bài kinh Lâm Già là kinh đầu tiên, kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh thứ hai trong đạo Phật Đại Thừa, đề cao đến góc nhìn tâm linh và giúp cho người tu tập đạt được tâm từ bi trọn vẹn, chứ không chỉ đơn thuần đó là ngừng chiến tranh, si hòa bình là đủ, mà phải bảo vệ mạng sống của các loài động vật. Cho từ đó nó mới có cái tập tục ở trong Phật giáo, đó là phóng sanh. Phóng là giải phóng, là trao tự do, tặng cái quyền sự sống. Sanh đó là súc sinh hay là sanh vật, tức là các loài động vật là có cánh, loài dưới nước, loài trên bờ, loài bò sát, loài các cái côn trùng vi tế. Thì cái nguyên tắc của phóng sanh đó, đó là chúng ta không đặt hàng. Khi mình tình cờ nhìn thấy các con chó, các con vật chuẩn bị giết thịt, thì mình khởi lên tâm từ bi, trao cái quyền sự sống đó cho các con vật đó mà quy đổi thành tiền. Ví dụ các con vật đó bán bao nhiêu thì mình đưa cái khoản tiền đó để các con vật này được sống. Nhưng mà ngày nay đó thì rất nhiều Phật tử do thiếu hiểu biết và mê phước cho nên đi đặt hàng. Mà khi đặt hàng thì người ta phải dân bắt. Như mình muốn mua 1 triệu con cá, cá đâu có sẵn, khi mình đặt hàng người ta mới đi bắt. Thì như vậy nó tạo ra một cái vòng lẩn quẩn của cầu phước, đặt hàng bắt, rồi người mê tiền thì đi dân bắt những con vật này cung ứng lại cho những người mê phước để phóng sanh. Cái đó trở thành vòng lẩn quẩn, mà không bắt là phóng sanh này. Trong 6 năm qua đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam để ngăn chặn cái tình trạng đau lòng này đó đã ký 2 cái văn bản. Thứ nhất là với Bộ Tài nguyên Môi trường, thứ hai đó là Bộ Nông nghiệp, để khích lệ cái việc phóng sanh các loại thủy tộc cần thiết cho những cái vùng sông nước nhất định. Ví dụ ở cái khu vực sông nước đó, của tỉnh thành đó, của huyện thị đó, nó đang thiếu các cái loài cá này để tạo ra cái sự cân bằng sinh thái, thì mình mới đi mua cái loài đó và thả xuống dưới cái sông đó cho chúng được sinh sôi nảy nở. Và tuyệt đối không mua các cái loài thủy tộc có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Ví dụ rùa nước ngoài là ăn luôn thịt của các con cá nhỏ, rồi cá trê, cá lóc và nhiều con cá, cá rô của châu Phi đó, nó mạnh, nó khỏe, thả xuống dưới sông ăn sạch sạch sinh các cái loài cá sông của Việt Nam. Như vậy phóng sanh đó vô tình tạo ra hiện tượng phóng tử, tức là tạo ra cái chết của nhiều con vật hơn. Mà có rất nhiều các con vật mà cái sự cân bằng sinh thái sông nước Việt Nam đang cầm, nhưng mà nó không ăn loài, nó chỉ ăn tảo thôi. Ví dụ như các loài cá chép, cá chép nước mặn,
với độc độ khoảng 1%, ok. Rồi cá chép nước ngọt nó cũng là ăn tảo, ăn tạp, nó đảm bảo được cái mạng sống của các loài khác, nó sinh sôi nảy nở để tạo được sự cân bằng sinh thái ở dưới nước, và góp phần đó là tạo cân bằng sinh thái chung cho toàn cầu. Mà nếu như mà mình phóng sinh mà không có những kiến thức đó đó thì chúng ta tạo rất là nhiều nghiệp xấu. Cho nên Giáo hội Phật Việt Nam đã khuyến cáo qua hai cái công văn sau khi ký kết với hai bộ liên hệ đến lĩnh vực này. Nhưng mà rất tiếc đó, thì trong thời gian qua đó, một số chùa mà giờ không nhiều, không có đọc, có không hề biết đến công văn đó. Cho nên đi phóng sinh rồi quay video, nó tạo ra sự phản cảm mà báo chí họ lên tiếng, họ chống đối Phật giáo. Nhiều khi mình xây dựng hình ảnh đẹp cho Phật giáo đó vài chục năm, mà vài cái clip đó nó phá nát hết. Cho nên chúng ta phải có trí tuệ để các việc làm của chúng ta đó nó thật sự mang lại lợi ích cho con người và cho các loài động vật nói chung, chứ không phải chỉ có tâm thương là đã đủ. Thương mà không có trí tuệ thì nó chưa phải là từ bi. Từ bi bao giờ cũng có trí tuệ đi kèm. Thì đó là ba vấn đề chính mà ngày hôm nay khi chị Giác Dung Vân, giám đốc của nhà hàng ẩm thực Chai An, nhà mời đến đó, thì thầy chia sẻ để chúng ta nắm vững về vấn đề này. Còn muốn tìm hiểu sâu thêm đó thì mời quý vị lên trên Google gõ tên Thích Nhật Từ, đánh chữ anh trai, thì thầy có tất cả là khoảng chục bài, bao gồm ăn chay bảo vệ sức khỏe, rồi ăn chay bảo vệ môi trường, ăn chay bảo vệ hòa bình, rồi ăn chay đó rồi và sinh thái, và nhiều cái câu hỏi vấn đáp về vấn đề ăn chay để chúng ta có thể hiểu toàn diện về giá trị của việc ăn chay. Cho nên để cho người thân của chúng ta tán đồng, ủng hộ và đồng hành, thì người ăn chay cần phải có kiến thức về thực phẩm để việc chế tác thức ăn chay làm cho chúng ta khỏe mạnh, và theo đó người thân chúng ta sẽ không còn lý do nói rằng là ăn chay là kém sức khỏe, ăn chay là bệnh tật, ăn chay là thế này, ăn chay là thế kia, dẫn đến là cản, vì họ thương mình họ cản mình, dẫn đến cái tình trạng làm cho mình không thể hoan hỷ được, không thể hoan hỷ được. Và thầy cũng rất là mong mỏi đến một lúc nào đó nước Việt Nam gắn liền với Phật giáo 21 thế kỷ sẽ có được tối thiểu 5% ăn chay trường. Bây giờ chúng ta còn chưa có được 1%, con số đó quá thấp. Đang khi ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc thì có từ 8-15% dân số ăn chay trường. Mặc dù họ đi theo Phật giáo không có nhiều, nhưng mà khi phát triển cái trình độ dân trí và đạo đức lên cao á, thì tự động họ bắt gặp được đạo Phật. Còn châu Á cái nghèo nó chi phối nhiều quá, cho nên người ta phải tìm hết tất cả mọi hình thái mưu sinh, miễn làm sao để giải quyết được cơ bản vào tiền thì bất chấp nghiệp. Bây giờ chúng ta thử hình dung nhé, cái quy trình chăn nuôi và sau đó giết thịt, sau đó cung ứng trên toàn cầu những cái con ngon nhất, thực phẩm ngon nhất, an toàn nhất với cái giá rất rẻ so với đồng lương của người phương Tây. Như vậy người chăn nuôi lãnh đổ nghiệp sát, người làm cái quy trình sản xuất cung ứng chuỗi thức ăn mạng đó cho toàn cầu đó là lãnh đổ cái nghiệp sát trực tiếp. Đang khi người tiêu thụ ở phương Tây đó thì nó giống như là ta bệnh nhục rồi, đâu không thấy, không nghe, không nghi, thì cái nghiệp sát của họ rất ít, mà họ ăn được cao lương bởi vậy, với cái tiền rất rẻ. Như vậy xem ra đó, nếu mình đứng ở cái góc độ của nghiệp đó, thì người phương Tây thông minh hơn người châu Á ở góc độ này. Còn chúng ta làm cho người khác ăn mà mình phải giết cái tiền lương ấy, của những người làm cái nghề thủy hải sản và cung ứng thực phẩm mạng ấy, khoảng chừng 5-7 triệu, nhưng mà nghiệp sát mình ôm hết. Và người Ấn Độ nếu ăn mặn thì họ chọn ăn cá biển,
một cái đơn vị sự xét nghiệm nó rất là ít, có thể ăn 5-7 ngày chỉ một đơn vị xác thôi, chứ họ không ăn những cái lông tông, lòng rồng nhỏ nhỏ như là người Việt Nam và dân châu Á. Cho mình cũng phải nên tham khảo cái văn hóa ăn mạng ở 800 triệu người Ấn Độ trên tổng số 1 tỷ rưỡi người, để chúng ta hạn chế nghiệp sát một cách tối đa có thể bằng sự hiểu biết của mình. Mà bây giờ cái kiến thức này nó đâu có khó nữa, search trên Google không có gì mà không có, để cho chúng ta có những kiến thức phổ quát an toàn bổ dưỡng. Thầy rất mong nhà hàng ẩm thực chay An ở số 30 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nơi được yêu thích của cộng đồng ăn chay tại thành phố Hồ Chí Minh và bất cứ ai có mặt ở thành phố này, và góp phần vào cái chuỗi các nhà hàng chay ngày càng thêm phong phú tại thành phố lớn nhất Việt Nam, đông dân nhất Việt Nam, và thông qua đó đó góp phần á giúp cho người ăn và người tiêu thụ đó có được sức khỏe an toàn, nuôi dưỡng được tâm từ bi, góp phần bảo vệ môi trường và nhiều giá trị cao quý khác. Chúc tất cả được an lành. Ngày nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.